Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bản sắc dân tộc của vợ chồng mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái món ở trên Lạng Sơn này cũng khá là nổi tiếng nhưng mà cũng ít người chia sẻ lên YouTube. Vì vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái món này. Nó cũng tựa như là cái món khổ nhục các bạn, hoặc là khâu nhục đấy. Ở quê gọi là nói vui vui là khổ nhục nhưng thực ra nó là khâu nhục đấy các bạn. Nhưng mà mình sẽ không phải là làm món khâu nhục nha các bạn nhé. Tại vì món khâu nhục là khá là cũng có mình có mấy video và chia sẻ trên kênh rồi. Hôm nay mình sẽ làm món giả khâu, nó tự tựa như là khâu nhục thôi các bạn. Nó là giả khâu nhục thôi nha các bạn nhé. Nhưng mà cái cách sơ chế của nó cũng không phải là hoàn toàn là nó giống nhau. Nó cũng chỉ giống nhau một phần nào đấy thôi. Còn cái gia vị ấy, tất nhiên là nó sẽ không bằng cái món khổ nhục, khâu nhục được. Gia vị nó sẽ ít hơn và tùy khẩu vị của từng mỗi người để mình cho cái gia vị vào nha các bạn. Đây, muốn làm được cái món đấy thì trước tiên phải có một cái mua được thịt ba chỉ, thịt lợn ba chỉ mà dày, phải đặc biệt là phải ba chỉ mới ngon nha các bạn. Không là nếu mà thịt thăn hay là thịt mông vai là nó sẽ mông vai nó sẽ không thành miếng, thái không thành miếng đẹp này, thứ nhất này. Thứ hai nữa là nó sẽ thịt nó không được mềm, nó ngon như này, kiểu như thịt nó thịt nạc bây giờ nó cũng khô hơn đấy. Mình phải ba chỉ miếng này, nguồn miếng này gần 2 cân các bạn. Và gia vị hôm nay mình làm ấy thì đây có cái đây là đậu chua, đậu phụ, gọi là nói một cách khác là nói là đậu thối đấy các bạn. Cái này là gia vị này là ở Việt Nam bán nhưng mà xuất xứ là made in China nha các bạn. Không biết là ở miền xuôi có loại này không, mình cũng không rõ, nhưng mà Lạng Sơn mình có rất khá là nhiều. Nếu mà ra cái tiệm tạp hóa nào mà bán hay bán cái đồ làm khâu nhục thì hầu như tiệm nào cũng có. Đây là cái tàu xoay nha các bạn. Tàu xoay này mình làm kèm theo ấy thì là có cả gừng, tỏi với cả hành củ. Đấy, chỉ nhiêu đấy gia vị thôi. Nói chung là nó cũng cái gia vị nó không đủ đầy đủ như là cái món khâu nhục. Tại vì là nó giả khâu các bạn, là mình chỉ làm bằng này thôi. Mình phải nói trước đây là cái mình làm theo cách của mình nhá, gia vị khẩu vị hợp mà mình hợp khẩu vị như nào mình làm như thế, còn cái gia vị thừa thiếu như nào các bạn nào mà có thể biết thì có thể cho vợ chồng mình học hỏi thêm. Bây giờ trước tiên mình sẽ phải lấy cái thì đi luộc đó các bạn. Mình sẽ phải luộc qua một lần xong mình mới bắt đầu lấy về châm nha các bạn. Làm mấy công đoạn đầu nó tự tựa như là món khâu nhục ấy. Nhưng mà càng về sau nó càng khác đi, làm càng biến tấu đi, tại vì nó làm giả mà, giả khâu nhục mà. Cái tàu xoay này là ngâm muối các bạn, nó hơi mặn nên mình sẽ lấy về ngâm cái nước nóng này để cho nó ra cái cho nó vừa sạch mà vừa ấy đi, vừa ra cái chất mặn này. Đây mình sẽ lấy ít thôi. Làm cái que này các bạn, vót nhọn cái đầu này là như này này. Đấy, xong để tí mình lấy về châm thịt đấy, làm mình sẽ châm vào đây làm một cái mấy cái que để tí châm vào thịt. Cắm vào cái chuối kia. Cắm vào chuối này này. Mình làm chù chù vào đây thì mình sẽ châm nha các bạn, kiểu dạo dạo như vậy.
Mình luộc đã gần chín rồi các bạn. Hầu như gần như là chín rồi đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để châm nha các bạn. Cái này mình rửa qua các bạn. Rửa qua để cho nó ấy, châm như dễ. Mình sẽ châm qua để tí mình săn muối đây các bạn. Cái này không biết cái nước hay cái mỡ nhỉ? Ra đây thế. Vừa nước vừa mỡ. Châm để mình vừa nó rô rỗ ra săn muối các thứ vào ấy. Thế sau khi châm xong mình sẽ săn muối các bạn. Săn muối cái muối cộ ấy, muối to, hạt to ấy. Đấy, ta vào một lúc xong rồi mình sẽ lấy ngâm xuống cái nước nước gừng với cả cái mật ong nha các bạn. Gừng lấy mật ong nha em. Mật ong xong hòa ít nước vào để mình xong lấy màu ấy. Đây là mình làm theo cách của mình đấy nhá. Đấy. Mình làm theo phong cách của mình thôi, được rồi em ạ. Khoảng một nắp thôi. Còn tất nhiên là nó mỗi người một kiểu làm nó khác nhau nhá. Mình thấy hợp khẩu vị của mình như thế nào thì mình làm như vậy. Đấy, bạn nào có cách nào hay hơn thì có thể cho vợ chồng mình hỏi thêm. Còn mà có bạn nào mà nếu mà chưa biết thì có thể làm theo cách của vợ chồng mình. Nên mình sẽ rửa qua một lần. Nước nóng quá, thêm ít nước lá vào được mà. Không nóng mệt đấy, tay em vẫn còn ấm ấy. Cái này cái mật ong vào để lấy màu nha các bạn nha. Còn cái gừng vào để cho nó mềm ra. Ví dụ thế. Gừng thơm nữa nha. Vừa thơm. Có khi anh lật vào đây em thấy vàng mà. Mình vừa xong các bạn. Chỉ dán sơ qua nha các bạn. Mình sẽ lên xuống cái chỗ nước hồi để cho nó hồi lại màu nha các bạn. Cái này xuống để mình nó hồi lại màu ấy các bạn. Ví dụ mình chiên này nó hơi đậm ấy thì mình xuống một tí là nó sẽ hồi lại cái màu này các bạn. Đấy, cái bì này là nó không được giòn là vì mình cho cái gừng xuống ấy. Để thái cho nó dễ các bạn. Tức là nó mềm ra. Cái khâu nhục ấy thì là thường người ta sẽ, họ sẽ lấy cái gia vị vào một trong cái bát xong hấp cách thủy, nhưng mà cái này ấy thì mình sẽ cho thẳng vào nồi luôn các bạn, ninh ở nồi thẳng luôn, cho gia vị vào trộn cùng luôn. Bây giờ sẽ thái ra thành miếng nữa các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa, cái này nó dộp lên này, mình châm ấy, châm săn muối vào nó dộp lên, nhưng mà lại cho gừng vào ấy để hãm cho nó không bị nó giòn này. Mình thái ra cho dễ các bạn. Đấy, mình sẽ tí xếp vào bì nồi như này các bạn, cho cái bì nó hướng trở lên tí, nó đỡ dính ở bên dưới ấy. Mỏng mỏng hơn tí đi, nhung hơi dày ấy. Ăn mỏng mỏng thôi được, mỏng là nhanh như đúng không, mỏng cho nó nhanh như. Mình vừa đổi cái nồi khác các bạn, cái nồi này nó hơi rộng một tí ấy. Đấy,
xong bắt đầu chuyển qua cái nồi bé này cho nó vừa khít luôn, vừa đủ luôn các bạn, vừa đủ khít thì khít luôn. Đây là cái gia vị vừa nãy mình vừa làm ra nhé đấy các bạn, hành gừng tỏi, hành củ ấy, gừng tỏi, đậu xoay này, với cả cái đậu thối, đậu chua. Đậu này vì số lượng thịt ít mình sẽ cho ít thôi các bạn. Các bạn yên tâm là cái đậu này là ở Việt Nam có nhá. Ừ. Nhưng mà chỉ có bán thôi. Bằng này được rồi nhỉ? Sản xuất thì tại Trung Quốc cho ít thì cũng được. Rồi, thế thôi. Cho bột cây mì chính vào các bạn. Vừa phải mình xong đổ nước vào luôn. Nữa đi. Đây ta bị nhét cái kẽ này đỡ, sợ nó đỡ cháy vào những cái dìa thành các bạn. Những cái bên vòng quanh. Xong mình sẽ đổ cái nước này xuống luôn để làm cái nước ninh luôn các bạn. Đầy luôn. Ừ, vừa đẹp. Ừ, vừa xinh. Thơm thế. Wow. Cái này mình ninh đã được khoảng tầm hơn 1 tiếng các bạn. Khoảng 1 tiếng 15 phút, gần 20 phút. Tóm lại là khoảng tầm gần 80 phút rồi. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Nó nhừ lắm rồi đấy. Thơm quá các bạn. Thơm bạn nhìn thấy thơm chưa? Quá thơm luôn. Các bạn nhìn thì ngon lắm, biết thơm. Cái này mình thêm nước đúng 1 lần thôi. Vừa nãy cái nước cái cạn mình thêm 1 tí thôi. Xong bây giờ nó cạn lần thứ 2 rồi là được. Ui ngon quá. Nhừ, em nhìn là thấy nhừ lắm ạ. Cắm cái đũa vào thấy nhừ lắm ạ. Đây hôm nay mình ăn kèm ấy thì có một ít xôi các bạn. Xôi này với cả có rau xà lách thế thôi. Mình mời các bạn nha. Mềm lắm rồi các bạn. Mềm lắm. Nhừ lắm rồi. Ngọt thế à. Cái này như ăn nó tự tựa cũng tự tựa như là khâu nhục đấy mà. Chẳng qua là khâu nhục nó nhiều khâu hơn, nhiều gia vị hơn thôi. À nó còn hấp cách thủy, cái này mình không có cái hấp cách thủy ấy. Chỗ này cái chỗ thịt nạc ạ. Nó mềm. Mềm, ngừ hết không? Nó không ra, nó ba chỉ nó không dai các bạn. Ăn với cả kèm cả rau sống nữa, xôi kia nữa. Cái kem, cái gia vị quận vào ăn ngon lắm nhá. Gia vị rất là thơm ngon các bạn. Vâng. Ăn kèm với xôi. Nhừ lắm quá. Nhừ lắm rồi các bạn. Nhìn rất là ngon. Thôi ăn đi cái bé này đi. Mời các bạn nhé. Gia vị quận mà ăn rất là ngon. Nhừ lắm. Cái này mình ninh cái này nó sẽ nhanh hơn là làm cách thủy các bạn. Như làm khâu nhục kia là cách thủy ấy, nó sẽ nhanh lâu nhừ hơn là cái này nhanh nhừ hơn đấy, ăn rất là ngon. Đấy làm như thế này mình cảm thấy ăn ngon, nó chả khác gì nhau khâu nhục ấy đâu các bạn. Ăn cùng xôi rất hợp anh. Ừ.
Thôi chắc có lẽ mình cũng xin khép clip từ đây các bạn nhé. Mình xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn nhé.